Xin chào mọi người, mình là Đàm Văn Hào đến từ lớp RB21A1A, chuyên ngành quản trị, nhà hàng và dịch vụ ăn uống của trường Đại học Đông Á. Hôm nay mình sẽ quay một video nói về tên và cách phục vụ của các loại đồ uống giải khát ở trong bar. Thứ nhất đó là nước khoáng. Nước khoáng được chia làm hai loại: nước khoáng không ga và nước khoáng có ga. Nước khoáng không ga theo tiếng Anh là still water, ví dụ như là Lavi của Việt Nam, Acqua Panna của Ý và Evian của Pháp. Khi phục vụ thì chúng ta sẽ sử dụng ly water goblet. Còn về nước khoáng có ga đó là sparkling water. Việt Nam chúng ta có nước khoáng Đại Thạnh, Perrier của Pháp và San Pellegrino của Ý. Khi phục vụ các loại nước khoáng này, chúng ta sử dụng ly goblet cộng một vài lát chanh limeslide. Thứ hai chính là soft drink, nước giải khoáng có ga. Là cái loại này thì có nhiều loại nhỏ. Thứ nhất đó chính là nhóm cam. Chúng ta có hai đại diện đó là Fanta và Mirinda. Khi phục vụ thì chúng ta sẽ sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá và cộng một vài lát cam. Nhóm thứ hai đó chính là nhóm chanh. Chúng ta sẽ có Sprite và 7-Up. Và khi phục vụ chúng ta sẽ sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá và cộng vài lát chanh. Tiếp theo đó chính là nhóm cola. Chúng ta sẽ có Coca-Cola, Coca Light, Pepsi, Pepsi Light. Khi phục vụ chúng ta cũng sẽ sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá và cộng vài lát chanh. Tiếp theo đó chính là nhóm tăng lực. Chúng ta có Red Bull và Samurai. Khi phục vụ chúng ta sẽ sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá. Tiếp theo sẽ là nhóm khác, chúng ta sẽ có nước soda. Cách phục vụ nước soda đó chính là chúng ta sẽ sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá và cộng vài lát chanh. Chúng ta sẽ có ginger ale, bitter lemon và tonic. Cách phục vụ ba loại này, chúng ta sử dụng ly highball cộng 1/3 ly đá và cộng vài lát chanh. Ginger ale chúng ta sẽ phục vụ bằng ly highball cộng 1/3 ly đá và vài lát gừng. Thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về sữa. Sữa được chia làm ba loại. Đầu tiên sẽ là sữa tươi fresh milk. Sữa tươi được chia làm hai loại, đó là sữa tiệt trùng và sữa thanh trùng. Sữa tiệt trùng đó là được ủ, sữa này sau khi chúng ta được vắt từ bò xong sẽ được đem đi ủ ở 138 độ C trong vòng 3 giây. Nó sẽ được bảo quản ở nhiệt độ thường và hạn sử dụng sẽ từ 6 tháng cho đến 1 năm. Loại thứ hai đó là sữa thanh trùng. Sau khi nó được lấy từ con bò thì sữa sẽ được ủ ở 74 độ C trong vòng 10 tới 20 giây, bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Hạn sử dụng sẽ trong khoảng 20 ngày. Thứ hai sẽ là sữa bột milk powder. Thứ ba chính là sữa đặc condensed milk. Cách phục vụ nước uống trong nhà hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ hỏi khách rằng họ muốn uống nước đóng chai hay là nước khoáng. Thứ hai chính là hỏi khách xem họ muốn uống nước lạnh hay là nước ở nhiệt độ phòng. Thứ ba, trình bày chén nước trên một miếng vải sạch sẽ đã được gấp lại. Thứ tư, chính là mở nắp chai trước mặt khách. Chúng ta phải lưu ý rằng hãy để cái nhãn chai ra trước mặt khách cho khách dễ nhìn thấy. Thứ năm, đó chính là rót nước vào ly. Chúng ta nên lưu ý, đó là không được làm nước tràn ra ngoài khi rót. Không được đổ đầy đến tận vành ly, chúng ta nên đổ khoảng 2/3 ly là được rồi. Sau đó đặt lại chai nước lên bàn.
Cách phục vụ shopping trong nhà hàng. Bước 1. Sắp xếp khay. Chúng ta sẽ đặt ly ở giữa để giữ thăng bằng thích hợp. Thứ hai chính là giữ khay ở bên tay trái và chúng ta sẽ đứng cách xa bàn một chút. Đặt đồ uống trên bàn. Chúng ta sẽ đặt miếng lót ly xuống trước. Sau đó là đặt cốc nước lên trên miếng lót ly và đặt thức uống phía bên trái của cốc. Tương tự với những vị khách còn lại. Chúng ta sẽ ưu tiên phục vụ cho trẻ con trước. Nếu như không có trẻ con, chúng ta sẽ phục vụ cho phụ nữ lớn tuổi, tới phụ nữ trẻ tuổi, đàn ông lớn tuổi và tới đàn ông trẻ tuổi. Sau đó mới là chủ tiệc. Chúng ta sẽ xin phép để làm thu dọn, làm sạch ly. Lấy ly từ bên tay phải của khách và đặt chúng lên khay bên tay trái của bạn. Tương tự cũng làm sạch ly cho những vị khách còn lại.